Dạ, kính chào các anh chị. Chào lại lần nữa. Chào các anh chị quay trở lại chưa ạ? Dạ, hello. Xin lỗi các anh chị, chúng ta lại bị sự cố về truy cập trái phép liên tục vào tài khoản thì Facebook nó lại khóa, rồi đổi mật khẩu thì nó mới cho vô lại. Khổ vậy đó các anh chị. Có một cách mà họ làm hoài nhưng mà hiệu quả các anh chị. Các anh chị ơi, chúng ta chờ cho các anh chị trả lại đầy đủ thì chúng ta nói tiếp ha. Như tôi thông báo sơ là chúng ta đang có một số thông tin rất là vui. Trước giờ ngày mai chúng ta có những một số thông tin rất là vui. Đó là rất là nhiều nhóm chúng ta đã họp xong chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai, thì chúng ta ước lượng là đã có hàng trăm người, hàng trăm bạn trẻ. Tất cả các nhóm mà tôi biết họ phản hồi cho tôi đều các bạn trẻ hết nha anh chị, gần như là không có người lớn tuổi, ít lắm. Tuy nhiên trong đó có một số trường hợp các cô chú lớn tuổi, đặc biệt là có những cặp vợ chồng là cán bộ về hưu, họ tự động kết nối với các thiên các bạn trẻ xin đi theo. Cô chú không thể ngồi ở nhà được nữa, cô chú khó chịu quá cho đi theo các con, đi xách nước cũng được, đi theo hỗ trợ, tự đi theo cũng được nữa. Có những gia đình 5 người, hai vợ chồng và ba người con, hai cô chú đó cũng cũng tuổi về hưu rồi, thì là quyết định làm team lẻo đẻo, làm một cái team lẻo đẻo đi theo mọi người để quay phim chụp hình thôi. Thì cái điều này là chúng ta cảm thấy rất là vui, đúng không? Rất là hãnh diện đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi nhắc lại là bên cạnh những cái tín hiệu vui ấy, chúng ta gặp những khó khăn, chúng ta đang gặp phải những khó khăn. Tín hiệu vui rất lớn chứ không phải nhỏ, tại vì trong nước chúng ta đã bắt đầu tập hợp được lực lượng các bạn trẻ theo cái hình thức là chúng ta làm việc nhóm. Làm việc nhóm nó có cái lợi ích là tôi nhắc lại cho các anh chị, nhiều anh chị thắc mắc phàn nàn, thậm chí có những người công kích tôi vì sao mà áp dụng cái phương pháp làm việc nhóm là gì. Làm việc nhóm nó tạo sự phân quyền. Sự phân quyền này khiến cho các nhóm độc lập, các nhóm này không phụ thuộc lãnh tụ nào hết, không cần lãnh tụ, các nhóm các bạn hoạt động độc lập với nhau luôn, thì thích thì kết nối với nhau, không thích thì từng nhóm vẫn có thể thực hiện cái mục tiêu của mình được. Mục tiêu của chúng ta là gì? Xuống đường căng băng rôn khẩu hiệu chụp hình làm truyền thông xong đi về, đúng không hả? Gặp báo chí quốc tế thì đưa băng rôn, đưa khẩu hiệu tiếng Anh lên cho họ, ai phỏng vấn trong nhóm ai biết tiếng Anh cho trả lời hết xong đi về, hoàn toàn vui vẻ cười tươi xong đi về. Mục tiêu của chúng ta vậy thì chúng ta đâu cần lãnh tụ, chúng ta chỉ cần phân quyền cho các nhóm làm việc độc lập, đúng không các anh chị? Thì làm việc nhóm nó là một trong những mô hình đã khiến cho thế giới này thay đổi, khiến cho nước Mỹ thành một nước hùng cường, khiến cho nhiều nước mà biết áp dụng làm việc nhóm, chẳng hạn như Nhật Bản là sát bên chúng ta, Singapore sát bên chúng ta, là trở thành những đầu tàu kinh tế, xã hội, văn hóa của thế giới. Làm việc nhóm làm thay đổi thế giới này. Nhưng mà rất là nhiều người không không thích, họ không thích, họ công kích tôi rất là dữ anh chị. Thậm chí có những người nói tôi là an ninh cộng sản. An ninh cộng sản mới áp dụng cái chiêu này. Các anh chị nào đó vậy, có thấy an ninh cộng sản, có thấy cộng sản áp dụng cái chiêu mà làm việc nhóm không, team work không, các anh chị làm việc cho các công ty nhà nước? Thành ra là làm việc nhóm nó tạo cho chúng ta một cách để huy động lực lượng rất là nhanh, và nó thể hiện được vai trò của từng nhóm, từng thành viên trong nhóm. Và tôi nhắc lại là trong lúc chúng ta làm việc á thì nó sẽ phát sinh ra những sự cố mà chúng ta phải xử lý với nhau, thì xử lý như vậy thì nó trau dồi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng. Mà trong quá trình trau dồi như vậy thì chúng ta sẽ phát hiện được nhân tố tích cực trong các nhóm. Các nhân tố ấy mà hợp lại với nhau thành những nhóm cấp cao hơn một chút, tức là các nhân tố tích cực lại lập nhóm nữa, thì chúng ta sẽ có nhân tố tích cực của tích cực. Thì các nước văn minh phương Tây á, các anh chị, từ mô hình kinh tế, chính trị vẫn lẫn hội đoàn xã hội, họ đều tìm nhân tố bằng cách này hết. Họ xây dựng bằng cách này hết thì họ tìm ra được những nhân tố tích cực nhất. Thì những nhân tố đó sẽ làm đầu tàu để dẫn dắt phong trào. Chứ họ không có chờ trong hang mà chui ra một cái ông lãnh tụ râu dài vậy này rồi đem lên thờ, không có chờ điều đó. Cái điều đó là cái điều vớ vẩn, cái điều đó nó sẽ dùi dân tộc mình xuống bụng dũng bùn nhơ, chứ không thể nào nó kéo chúng ta lên văn minh được. Thành ra là phải bây giờ chúng ta phải thay đổi đi, mà họ thay đổi lâu lắm rồi, họ thay đổi 70-80 năm nay rồi, cái phong trào làm việc nhóm của họ là 70-80 năm trước rồi. Bây giờ chúng ta còn công kích lẫn nhau. Là tôi muốn chúng ta thay đổi, đặc biệt là các bạn trẻ, những người công kích kệ để dẹp con bên tôi không để ý nữa. Đó. Tôi nói lại cho các anh chị biết là chúng ta đang có một cái khởi sắc,
cái khởi sắc mà tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ các bạn trẻ ở Việt Nam cho tôi một cái niềm tin là các bạn rất là tuyệt vời. Trong vòng có 2-3 ngày các bạn có thể tập hợp được hàng chục người, trong đó có nhóm tập hợp được 100 người. Một nhóm các anh chị tập hợp được 100 người là quá tuyệt vời rồi các anh chị. Tôi ngưỡng mộ thế hệ trẻ Việt Nam lắm và tôi đặt niềm tin vào các bạn dữ. Nghe các anh chị. Rồi cái tín hiệu vui thứ hai chúng ta có là gì? Là chưa bao giờ, nói như anh Phạm Văn Thành, chưa bao giờ đời sống sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, ở hải ngoại, là điều chung một mối quan tâm. Phô Massa giết người chung một mối quan tâm và đều hướng về Việt Nam, hướng về người dân Việt Nam, đặc biệt là các thế hệ trẻ chuẩn bị xuống đường để thể hiện lòng yêu nước của mình, thể hiện lòng yêu thương giống nòi của mình, thể hiện trách nhiệm của mình với tương lai dân tộc. Thì cả cộng đồng người Việt hải ngoại đều hướng về. Có những người nhắn tin cho tôi, có người gọi điện cho tôi cách đây khoảng chừng 30-40 phút là mới gọi điện cho tôi luôn. Là có một anh đó là anh Hùng, anh gọi điện cho tôi mà anh khóc luôn á, các anh chị tin được không? Tôi mà nói láo là có anh Hùng ở đây anh sẽ vô anh chỉnh tôi, anh khóc trong điện thoại luôn. Anh khóc, anh nói bây giờ anh cảm thấy thương Việt Nam quá trời rồi. Anh quan sát mấy chục năm nay anh đau thương lắm mà anh thương mấy bạn quá trời rồi. Anh thấy phong trào của mấy bạn anh thương quá mà anh không thể làm gì được cho mấy bạn hết. Anh cảm thấy bất lực quá. Anh khóc nức nở trong điện thoại. Tôi cũng cảm thấy rất là buồn. Tôi không biết làm sao chứ mà tôi chỉ khuyên anh thôi, anh đừng có khóc. Chúng ta sẽ cùng cộng tác cùng nhau, chúng ta sẽ có cơ hội, chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau dài dài để chúng ta tạo cái phong trào lớn lên. Chứ bây giờ nhìn nhau mà khóc cũng đâu làm được gì. Tôi kể cho anh nghe là một số người bị khó khăn như thế nào. Thậm chí con đỡ đầu của anh ở Việt Nam á các anh chị, ở dưới quê tôi là 2 ngày nay phải đi dạt nhà, tức là đi ra ngoài ngủ bờ ngủ bụi, tại ở nhà là bị nó canh không có đi ra được. Nó có tiền sử là bị công an làm việc rồi. Công an làm việc rồi thành ra nó không đi được. Tức là thất cơ thất sở đi lang thang vậy đó. Ảnh nhìn thấy cái hiện tình ảnh khóc. Người Việt hải ngoại đang đau đáu về Việt Nam, đang quan tâm, đang dồn mối quan tâm, dồn tình cảm của mình về cho Việt Nam, về cho đất mẹ của mình. Thì đó, hai cái tín hiệu vui là cộng đồng trong và ngoài chúng ta đã bắt đầu có sự đồng thuận, hoàn toàn có thể tạo nên một khối gắn kết. Nghe các anh chị. Thì đó là cái tín hiệu mà rất là vui. Nhưng mà kèm theo cái tín hiệu vui đó thì chúng ta lại có một số cái khó khăn. Tín hiệu buồn. Tôi không phải là người lãng mạn, tôi muốn đưa những tín hiệu vui trước cho các anh chị để chúng ta cùng chia sẻ với nhau, cùng vui với nhau. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thực tế là chúng ta đang gặp khó khăn. Hầu hết tất cả các hội đoàn, các phong trào xã hội dân sự rất nhiều nữa các anh chị, đặc biệt là những nhân vật nổi tiếng, người nổi tiếng, họ không ủng hộ phong trào ngày 5 tháng 3 ngày mai, không ủng hộ lời kêu gọi của Linh Mục Lý, không ủng hộ xuống đường để chống Formosa. Họ đưa ra nhiều lý do lắm. Lý do là lực lượng chúng ta ít, yếu, mỏng, và nhà cầm quyền thì đàn áp, vũ lực, giả man. Hai lý do chính đó anh chị. Lực lượng yếu thì yếu lâu rồi chứ không phải mới đây chị. Mà chúng ta ngồi chúng ta cứ nói câu mà lực lượng chúng ta mỏng và yếu thì 1000 năm sau vẫn yếu, không thay đổi được anh chị. 1000 năm sau vẫn yếu, không thay đổi được. Tất cả các cuộc cách mạng lớn trên thế giới mà tôi đã kể cho các anh chị nghe rồi, từ mùa xuân Ả Rập 2010 đến 2012, họ chỉ có khoảng 20-30 người thôi. Ban đầu các anh chị 20-30 người thôi. Trong khi chúng ta ngày 5 tháng 3 chúng ta đang có hàng trăm người. Hàng trăm người rồi. Tức là tôi biết thôi đó nha. Còn chưa, con số chưa biết, không có liên lạc với tôi sao biết được. Anh chị hiểu không? Là hàng chục người đó bị bắt thôi, là ngay lập tức là họ có hàng trăm người xuống đường đòi thả người. Thì hàng trăm người này có một số người bị đàn áp, thì mấy ngàn người họ xuống đường. Mấy ngàn người tiếp tục bị đàn áp thì họ có hàng triệu người xuống đường lật đổ gần 20 thể chế độc tài ở khối Ả Rập. Lật đổ hết. Tại sao? Tại vì anh đàn áp bằng cách chỉ đạo quân đội bắn vào dân. Bắn vào dân các anh chị. Thương vong là hơn 4.000 người. Hơn 4.000 người dân khối Ả Rập bị thương vong. Nhà độc tài Mubarak thôi là bắt gần 1.000 người đối lập, bắt nhốt trong cái phong trào đó. Nhưng mà ban đầu thì sao? Vài chục người. Chúng ta chỉ cần nói câu là chúng ta yếu lắm, chúng ta ít lắm, thì 1.000 năm sau chúng ta cũng không có lực lượng, không có tạo được sự thay đổi hết. Đúng không ạ? Mà chúng ta đưa ra lý do là nhà cầm quyền đàn áp. Thì có nhà cầm quyền độc tài nào không đàn áp hả các anh chị? Các anh chị chỉ cho tôi coi có nhà độc tài nào không đàn áp. Chỉ cho tôi coi trên thế giới có lịch sử, có nước độc tài nào không đàn áp không?
độc tài là phải đàn áp. Đây là cuộc chơi, đây là cuộc chơi, cuộc chơi này tồn tại rất là nghiệt ngã, chúng ta phải đối diện với nó. Độc tài nó phải đàn áp bằng vũ lực, và người dân chúng ta phải đấu tranh để đòi tự do. Cuộc chơi này rất là sòng phẳng, không thể thay đổi luật chơi được. Ngồi đó mà nói độc tài nó đàn áp thì 1000 năm sau nó vẫn đàn áp con cháu các anh chị, đời đời kiếp kiếp vẫn làm nô lệ, đúng không các anh chị? Nhưng nếu chỉ cần chúng ta xuống đường, bước chân đầu tiên sẽ là bước chân đi đến đích. Có bước đầu tiên sẽ có bước chân đến đích. Còn không có bước chân đầu tiên, không có các anh chị đang họp ở đây, đang họp vào chiều tới giờ, đang liên kết với nhau này, chúng ta không bao giờ đi đến đích được. Nhưng mà cái buồn của chúng ta là gì? Là những nhân vật này là những nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Sự ảnh hưởng của họ rất lớn. Họ một tiếng nói của họ có thể kéo theo hàng ngàn người xuống đường. Mặc dù hàng ngàn người đó có thể là những người hơi lớn tuổi, hơi lớn tuổi. Tuy nhiên chúng ta cần thế hệ đó các anh chị. Cần thế hệ của mấy anh mấy chú đó, mấy cô mấy dì đó. Tại sao ạ? Xã hội nó phát triển theo hình thái là thế hệ đi trước có trách nhiệm với thế hệ đi sau, thế hệ đi sau có trách nhiệm với thế hệ sau nữa, thì xã hội loài người mới phát triển được. Còn xã hội đi trước ích kỷ, nhỏ nhen, thu hẹp mình vào cái vỏ bọc để bảo vệ sự an toàn và miếng mồi của mình, thì xã hội đó ngày càng đi xuống sự man rợ, đi xuống bầy đàn chứ không phải đi lên văn minh và tự do. Chúng ta cần lực lượng đó, cần những người có trách nhiệm với thế hệ sau, đúng không ạ? Rất tiếc là họ lại đi ngược với con đường mà xã hội này phải phát triển. Họ đưa ra rất là nhiều lý do. Những lý do đó họ đưa 1000 năm sau không thay đổi, tôi khẳng định với các anh chị luôn, đúng không ạ? Lực lượng đâu? Lực lượng đâu? Các anh chị không xuống đường sao có lực lượng? Không thêm quật thì làm sao có lực lượng? Phải thêm quật mới có lực lượng chứ, đúng không ạ? Và khi thêm quật vậy, chúng ta hoạt động với nhau thì chúng ta mới phát hiện được những nhân tố tích cực, đúng không các anh chị? Khi phát hiện được những nhân tố tích cực đó thì chúng ta mới lập được những team của những nhân tố tích cực, chọn ra nhân tố tích cực nhất thì chúng ta có đầu tàu của phong trào. Tại sao Myanmar có bà Suri? Tự nhiên không xuất hiện bà Suri hay đâu có, không hề có. Trong hang bắt bó cũng không chui ra được bà Suri, không thể có điều đó. Trên Facebook cũng không bao giờ xuất hiện bà Suri, không hề có. Bởi vì nhiều anh chị tôi cứ nhắc đi nhắc lại, đừng có coi tôi giống như là một thần tượng hay là một lãnh tụ, không có đâu, không có. Tôi chỉ là người truyền cảm hứng, tôi chỉ là đưa ra mục tiêu, đưa ra kế hoạch. Các anh chị thấy hay, các anh chị áp dụng cùng nhau, cùng tôi chúng ta sẽ mổ xẻ, chúng ta áp dụng với nhau. Nhưng trong lúc các anh chị áp dụng, chính các anh chị mới chính là những nhân tố tích cực, những thủ lĩnh và sau này sẽ là những lãnh đạo tương lai của xã hội Việt Nam. Chứ không phải là tôi hay một ai đó là lãnh tụ ngồi mà nói, không phải điều đó. Và nếu như chúng ta đã hiểu được công thức đó rồi, công thức là gì anh? Công thức là những nhân tố tích cực nhất làm thay đổi xã hội xuất hiện trong phong trào, chứ không phải là ngồi ở chỗ tuyên truyền và dẫn động và gọi, kêu gọi. Thì chúng ta sẽ hiểu là chúng ta cần có những bước đi đầu tiên, chứ không phải là cần ngồi đó mà cản trở. Cần có những bước đi đầu tiên mới đi tới đích được, được không các anh chị? Và đặc biệt là có những nhóm, có những người tôi rất là nể luôn các anh chị. Họ có một cái quá trình đấu tranh rất là lâu dài, thậm chí họ bị tù đài. Nhưng mà tự nhiên trong vòng 1-2 ngày nay quay lại đó là dè biểu và công kích tôi, công khai luôn các anh chị, đăng trên Facebook. Tôi nhờ một người nào đó nhắn tin tôi mới biết, chứ tôi đâu có hay. Không phải là tôi thật sự mà nói các anh chị, ngủ và ăn còn không ngon, các anh chị có cảm giác giống tôi không? Chúng ta đau đáu gì ngày nào sống ba. Tôi bất ngờ vô cùng luôn anh chị. Tôi với ảnh là từng kết bạn bè với nhau mặc dù chưa gặp ngoài đời. Tôi rất là nể cả gia đình của ảnh luôn chứ không phải một mình ảnh. Cả gia đình luôn á. Tôi nể cái con đường đó, tôi nể người mẹ lắm. Tôi đã từng gọi người mẹ của ảnh là người phụ nữ Việt Nam mẫu mực, người phụ nữ của năm. Nhưng mà tự nhiên ảnh quay anh công kích tôi cũng không hiểu điều gì luôn. Trong khi thực chất cái đối tượng mà ảnh phải công kích lúc này là Formosa. Đối tượng mà chúng ta nên công kích lúc này là giặc Trung Quốc, là thằng tay sai của giặc Trung Quốc. Nó đang giết mòn dân tộc của chúng ta. Nó đang đưa con cháu chúng ta vào con đường nô lệ. Tại sao chúng ta không công kích mà chúng ta lại công kích lẫn nhau? Tại sao? Tại sao? Tại sao chúng ta không hỗ trợ nhau, đứng cạnh nhau? Tôi có thể dở, tôi có thể sai. Rất là nhiều anh chị, cô chú gì nhắn tin cho tôi dở sai chỗ nào, tôi đính chính chỗ đó, tôi sửa chỗ đó.
cái kế hoạch tôi vạch ra có thể không hoàn hảo, tại vì anh nhiều kinh nghiệm hơn tôi, anh đi trước tôi thì anh hỗ trợ tôi, anh chỉ dạy tôi, anh training, anh huấn luyện cho tôi. Chứ sao anh lại công kích tôi? Anh công kích tôi trong khi tôi đang phải gồng mình lên tôi chống lại thằng giặc và thằng tai sai của nó. Thì anh đang đứng về phía nào? Mà tại sao lại là lúc này hả các anh chị? Tại sao lại là lúc này? Cực kỳ thất vọng, quá thất vọng. Nhưng tôi nói những điều đó cho các anh chị biết, để các anh chị chia sẻ với tôi, chia sẻ với hiện tình của chúng ta là chúng ta không phải đang thuận lợi đâu. Rất là nhiều hội đoàn họ hoàn toàn lãnh đạm với phong trào ngày 5 tháng 3, hoàn toàn không hưởng ứng lời kêu gọi của cha Lý. Đó là sự thật. Và tôi biết có nhiều anh chị đang làm ở những hãng truyền thông quốc tế đang nghe tôi nói. Đó là sự thật. Các anh chị có thể dẫn lời để trích trên báo chí của các anh chị. Và nhiều khả năng ngày mai họ cũng không xuất hiện đâu các anh chị. Nhiều khả năng là họ không xuất hiện trong ngày mai đâu. Nhưng mà tại sao ạ? Chúng ta không có câu trả lời đúng không? Nhưng mà chúng ta biết một điều chắc chắn là chân lý, là con đường của họ đang đi chưa đến đích. Tôi không nói họ thất bại đâu. Mặc dù thực chất nếu mà đánh giá, theo tôi là một nhà quan sát độc lập, tôi đánh giá họ thất bại. Con đường họ đi không đến đích, đúng không ạ? Khi thấy một con đường khác, họ lập tức cảm thấy dị ứng với nó. Con đường đó có thể lạ lẫm với các anh chị, con đường đó có thể là các anh chị cảm thấy không có vừa ý, con đường đó các anh chị cảm thấy nó xàm xí, nó vớ vẩn. Nhưng mà tôi khẳng định lại lập trường của tôi, và tôi muốn các bạn trẻ ở đây cùng thống nhất với nhau là chúng ta phải tập cái tư duy tôn trọng sự đa nguyên. Sự đa nguyên là gì á? Là xã hội này vốn dĩ rất là đa dạng, rất là phong phú, nó phát triển một cách rất là sinh động. Mỗi một người chúng ta có một tư duy, một não bộ. Mỗi một người chúng ta có một xuất phát điểm khác nhau. Mỗi một người có một nền giáo dục khác nhau. Và mỗi một người có một tầm nhìn khác nhau. Thì chúng ta đưa đến những tư tưởng và hành động hoàn toàn khác nhau. Không khi nào mà hoàn toàn trùng khớp. Ngay cả vợ chồng cũng không trùng khớp được đâu. Thì chúng ta biết được cái điều sinh động, đa nguyên đó, chúng ta phải tôn trọng nó. Thì đây chính là nền tảng để chúng ta xây dựng xã hội Việt Nam đa nguyên. Xã hội đa nguyên chính là xã hội văn minh, tự do và thịnh vượng. Còn xã hội đơn nguyên á, là xã hội mà chúng ta đang ở đây nè. Xã hội là đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo đất nước. Đảng Cộng sản có tệ họ cũng tự xử với nhau, chứ các anh chị không xử họ được. Thì cái tư duy đơn nguyên đó nằm trong cái lực lượng đang chống lại độc tài. Đó là cái điều nó hạn chế, nó cản trở phong trào chúng ta hàng chục năm nay. Các anh chị, trên trang của tôi rất là nhiều anh chị hỏi về nhân vật này, hỏi nhân vật khác. À, công kích nhân vật này, công kích nhân vật khác. Nhưng ngay lập tức các anh chị có để ý không? Tôi chặn lại liền. Tôi nhắc các anh chị không công kích cá nhân, không công kích bất kỳ ai hết. Họ có thể con đường của họ không giống mình, có thể lạ lắm, có thể mình nhìn mình đáng sợ, nhưng mà hãy tôn trọng họ. Các anh chị hiểu không? Hãy tôn trọng họ, trừ khi họ xâm phạm quyền tự do cá nhân của ai đó thì chúng ta công kích họ. Tại vì cái đó là vi phạm chuẩn mực văn minh, vi phạm nhân quyền. Các giá trị đó là thế giới nó không chấp nhận. Chúng ta chỉ công kích những người vi phạm những chuẩn mực văn minh và tự do thôi. Còn cái sự đa nguyên là chúng ta phải khuyến khích nó chứ, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta mới nhen nhóm, lực lượng chúng ta mới được có gần 20 team thôi là chúng ta đang bị công kích rồi đó nghe các anh chị. Nhưng mà nói những điều này thì các anh chị để chia sẻ, các anh chị biết hiện tình chúng ta biết là chúng ta đang có cái yếu gì, cái mạnh gì, cái lợi thế của chúng ta là gì, và cái mà chúng ta đang đối mặt phía trước là gì, để chúng ta có cái hình dung chung với nhau thôi, để chúng ta bắt đầu bước vào con đường mới. Tại vì ngày 5 tháng 3 là cái bước chân đầu tiên của các anh chị, mà tôi khẳng định với các anh chị luôn, niềm tin của tôi bước chân này sẽ là bước chân lịch sử của Việt Nam. Lời kêu gọi của cha Lý sẽ đi vào lịch sử của Việt Nam. Niềm tin của tôi rất lớn nha các anh chị, và tôi tin rất là nhiều anh chị cũng tin như tôi, rất là nhiều anh chị cũng tin như tôi. Bước chân ngày mai của các anh chị xuống đường là bước chân lịch sử của Việt Nam, sẽ ghi vào lịch sử của Việt Nam. Lời kêu gọi của Linh Mục Lý là lời kêu gọi lịch sử. Nha các anh chị. Thành ra, những cái gì khó khăn mà nãy giờ chúng ta nói với nhau, để chúng ta biết thôi, chúng ta sẽ có giải pháp đó. Giải pháp đơn giản bây giờ là gì ạ? Gạt qua một bên. Tôi hay nói câu gì? Xê ra chỗ khác. Người miền Tây chúng tôi hay có câu gì đó. Xê ra chỗ khác. Gạt họ qua một bên. Chúng ta làm việc của chúng ta, các anh chị. Các team chúng ta làm việc theo tinh thần độc lập, đúng không ạ? Tôi khuyến khích các anh chị thể hiện sự độc lập. Các anh chị cũng không cần phải phụ thuộc ai.
Tại sao tôi nhờ các anh chị là ép tôi vô nhắn tin cho tôi, tại sao? Tại vì tôi phòng cái khả năng, mà khả năng rất cao, khả năng bây giờ rất cao là tôi không thể có mặt cùng các anh chị thì tôi vẫn biết được hiện tình đang xảy ra như thế nào. Các anh chị cứ đưa tin về hình ảnh liên tục thì tôi có thể nắm được hiện tình. À, và khi mà có sự cố nào đó mà gọi là lớn, chẳng hạn như đàn áp đẫm máu, tôi có thể dùng những chứng cứ hình ảnh mà các anh chị áp tôi vô những cái nhóm đó, tôi lập tức tôi chuyển tới những cơ quan họ có thể can thiệp để giúp đỡ chúng ta liền lập tức. Các anh chị hiểu điều đó không? Chứ không phải là chúng ta phải phụ thuộc ai đó. Chúng ta thay đổi đi các anh chị, thay đổi bằng một cái tư duy độc lập. Các nhóm chúng ta làm việc độc lập, hướng tới cùng một mục tiêu thôi. Nhóm nào cũng hướng tới đúng mục tiêu đó, đi đường nào kệ, không cần biết. Mục tiêu chúng ta là gì? Formosa cút khỏi Việt Nam, đúng không? Formosa get out of Việt Nam, để cho báo đài họ quay, truyền thông quốc tế họ quay, chúng ta cũng quay, chúng ta truyền thông lên, để cái thông điệp đó đến với nhà cầm quyền, đến với những cán bộ cấp cao đang bao che cho Formosa, bao che cho thằng giặc đang giết lần giết mòn dân tộc chúng ta, để họ hiểu là dân chúng ta không phải là bầy cừu, chúng ta không phải là bầy cừu và bầy lừa ngồi đó mà ngu ngoan, không phải như vậy đâu, đúng không các anh chị? Và nếu ngày mai không có nhân vật nào đó, không có tôi hay nhân vật nào lãnh tụ mà chúng ta tiếp tục làm điều đó, tuần sau chúng ta vẫn tiếp tục làm điều đó, thì chúng ta còn truyền một cái thông điệp rất mạnh mẽ tới chính quyền nữa. Đó là gì? Mọi sự đàn áp theo cái kiểu mà 42 năm qua các ông đang áp dụng. Các ông chặn đường, chặn ngõ những nhân vật có thể gây ảnh hưởng. Các ông bắt những người có thể gây ảnh hưởng. Xung quanh họ có rất là nhiều người. Mọi sự đàn áp kiểu này không còn phù hợp ở thế kỷ 21 này nữa. Tại vì chúng tôi là những công dân không có lãnh tụ. Chúng tôi là lãnh tụ của chúng tôi. Mấy ông bắt ông này cãi ổng, mấy ông chặn đường ông này cãi ổng. Tôi là người, tôi xuống đường vì quyền con người. Tôi là công dân, tôi xuống đường vì thế hệ con cháu của chúng tôi. Chúng ta sẽ là người làm thay đổi cuộc chơi này, thay đổi cái luật chơi mà bao nhiêu năm qua mấy ông độc tài, mấy ông xây dựng nên. Đúng không các anh chị? Các anh chị có hiểu cái cuộc chơi này không ạ? À? Cuộc chơi này bao nhiêu năm qua là họ chơi theo kiểu gì đó. Tức là họ thấy cái nhóm nào nổi bật họ bắt. Thủ lĩnh nhóm đó họ dục vô trong tù. Họ dục vô trong tù xong họ cho đi tị ngoài nạn nước ngoài là nhóm nó sụp. Cuộc chơi này bao nhiêu năm qua vậy mà các anh chị? Nhưng mà cuộc chơi này chính ngày mai sẽ thay đổi bởi các anh chị. Ngày mai sẽ thay đổi bởi các anh chị. Tại vì các anh chị sẽ xuống đường mà không cần lãnh tụ. Các anh chị có team của các anh chị cứ làm đúng xong các anh chị đi về. Hết. Tuần sau chúng ta cứ làm đúng xong đi về. Và các tỉnh thành, tôi cho các anh chị hay một tin vui luôn, các tỉnh thành Vĩnh Long, Mỹ Tho, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bình Dương, ngay cả Tây Nguyên đều có team hết. Báo cho các anh chị tin vui luôn. Báo cho nhà cầm quyền một tin không vui luôn. Đều có team hết. Là sao ạ? Là các ông các bà có thể đàn áp ở Hà Nội và Sài Gòn, nhưng các ông các bà không thể đàn áp trên cả nước được. Một ngày nào đó mà các tỉnh mà cũng xuống đường như Sài Gòn, một ngày nào đó các tỉnh mà cũng xuống đường như Hà Nội, các ông các bà tự hiểu, các ông các bà phải đứng về dân chúng tôi, về con cháu của chúng ta, hay đứng về phía thằng giặc, tự chọn lựa. Thông điệp của chúng ta truyền rất là mạnh mẽ ha các anh chị. Họ mà chọn lựa đứng về phía chúng ta thì đất nước chúng ta sẽ gặp phước. Đất nước chúng ta sẽ được chuyển đổi trong hòa bình, êm đẹp và bước lên một bước văn minh, đổi sạch thằng giặc ra khỏi bờ cõi chúng ta liền. Mà chúng ta phải làm thôi. Thế hệ này chúng ta phải làm thôi, vì không làm thì con cháu chúng ta sẽ bị diệt vong, dân tộc chúng ta sẽ bị đồng hóa, đất nước chúng ta bị thâu tóm. Được không các anh chị? Rồi, đó coi như là cái thông điệp mà hôm nay buổi đàm luận tôi muốn chuyển tải đến các anh chị, đặc biệt là các nhóm chúng ta đang hừng hực khí thế ngày mai xuống đường. Những bước chân đầu tiên của các anh chị xuống đường sẽ là những bước chân ghi dấu vào lịch sử. Tôi có niềm tin về điều đó. Niềm tin của tôi có thể đúng hay sai, nhưng tôi cảm nhận được điều đó đang đến rất gần nha các anh chị. Trước khi bước vào phần đàm luận bổ sung thì tôi có một số yêu cầu. Vì lý do là băng thông internet ở Việt Nam nó không tốt đó các anh chị, thì các anh chị hạn chế bấm like, thả tim, thả icon trong quá trình chúng ta đàm luận. Nãy giờ tôi thấy nhiều quá các anh chị, không biết có đối tượng nào cố tình bấm không ha. Các anh chị hạn chế hết mình, đừng có bấm, để chúng ta được trao đổi một cách lưu loát hơn. Băng thông bây giờ đang rất là khó khăn rồi ha các anh chị. Rồi cái nữa là các anh chị đặt câu hỏi xoay quanh chủ đề thôi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đàm luận, giao lưu với nhau. Trước khi các anh chị đặt câu hỏi thì tôi xin phép uống nước cái nha. Wow.
Quang Thanh Trương, các bạn ơi, tôi bị công an canh giữ 1 tháng 3 tới bây giờ các bạn ơi. Quang Thanh Trương ơi, tại sao 1 tháng 3 tới giờ mà bạn mới la lên? Bạn phải la sớm sớm thì chúng ta còn có cách gì đó chứ bây giờ, tới bây giờ là... Tới bây giờ là chịu rồi các anh chị. Có một số người đã đi khỏi nhà cách đây 2 ngày nhưng mà vẫn bị đi theo, vẫn bị canh. Thì thua rồi. Tức là họ đã quyết tâm canh cái đối tượng đó rồi thì các anh chị không có cách nào các anh chị mà khó lắm, cực kỳ khó nha các anh chị. Các anh chị ơi, có ai đang gọi Huy đó đừng có gọi trong lúc này ha. Vi Thúy, Tường Vi ơi, Kiên Giang ăn chơi thì giỏi. Ô, bạn Thúy Vi ơi, bạn Thúy Vi và Tường Vi ơi, không phải vậy đâu. Kiên Giang có rất là nhiều nhân vật tuổi trẻ, rất là giỏi nè các anh chị. Kết nối với Facebook của tôi biết Kiên Giang có nhiều nhân vật đó lắm. Tuy nhiên ở Kiên Giang quá xa, xa quá mà trước giờ các anh chị biết cái phong trào đấu tranh chung của Việt Nam á, theo cái mô hình gì? Mô hình là chúng ta gom lại những thành phố lớn, Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn. Tức là ba trung tâm này là ba trung tâm đấu tranh liên tục. Gần đây thì mới có là ba tỉnh miền Trung ở chỗ Formosa. Tức là chúng ta hiện giờ chúng ta có 4 trung tâm thôi, đúng không ạ? Còn các tỉnh khác thì không phải ngẫu nhiên, không phải Kiên Giang không đâu. Ngay cả như thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương cũng đâu có phong trào nào đấu tranh cho nó ra nét đâu các anh chị. Tại vì chúng ta cái phong trào chung chúng ta theo cái kiểu là gom về các thành phố lớn. Chứ trước giờ chúng ta chưa có phân quyền, chưa có độc lập, chưa có lập những cái nhóm ở nhiều nơi. Thậm chí là có một bạn đề xuất với tôi, mà một bạn ở Biên Hòa, bạn Bình Dương, kết nối với Nguyễn Minh Chiến đi. Bạn Nguyễn Minh Chiến đề xuất ý tưởng rất là hay, bạn rất là thông minh. Tức là sao ạ? Tức là sau ngày 5 tháng 3 này, bạn đã tập hợp được cái team của Biên Hòa, của Đồng Nai rồi. Sau ngày 5 tháng 3 này là các bạn sẽ lập team ở cấp huyện. Là mỗi huyện là có một nhóm nước. Chúng ta không cần đông đâu các anh chị. Chỉ cần một nơi có một chục, hai chục người thôi mà chúng ta phủ đều ở các huyện như vậy thì chúng ta hiểu cái chuyện gì nó tới rồi đó. Đúng không ạ? Thì chúng ta đừng có chê trách các bạn ở các tỉnh xa, tại chẳng qua bấy lâu nay mô hình chúng ta nó kết cấu theo cái kiểu là nó gom về khu trung tâm rồi xong rồi nó rã ra vậy đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta nên thay đổi, chúng ta phải đa dạng hóa cái mô hình này ra. À, bạn Tự Do Bến Tre có ai không? Bến Tre rất là nhiều người, hôm qua giờ 5-6 người Bến Tre la làng lên trên Facebook của tôi đó. Bến Tre đâu 5-6 người tôi thấy rồi đó. Các anh chị không kết nối với nhau, đi tìm đi các anh chị, tìm nhau. Quốc Khởi, buồn nhất Hậu Giang anh ơi, toàn ăn chơi hút chích không. Đừng có chê trách, tôi nhắc lại là đừng có chê trách, mà hãy nhận trách nhiệm đi ha Quốc Khởi, nhận trách nhiệm đi các anh chị. Ở địa phương của mình mà không có phong trào là do các anh chị, do mình đi, cứ do mình đi, đừng có nghĩ do người ta nữa, do tôi, lỗi do tôi mọi bề. Thì các anh chị xây dựng thêm ở quê của mình đi, để cho đừng có buồn, để cho quê mình cũng nở mặt nở mày với anh em chứ. Chúng ta bước vào thế kỷ 21 rồi, sao tỉnh mình bị rớt lại phía sau như vậy, đúng không ạ? Mỗi một nơi đều có những nhân vật rất là quan tâm tới hiện tình chính trị, quan tâm tới xã hội, quan tâm tới an nguy của dân tộc mình. Gom những người đó lại với nhau, các bạn hãy chơi với nhau đi, uống cà phê với nhau đi, kết nối với nhau đi. Bình thường đi uống cà phê với những người mà thôi mày đừng nói chính trị chị mày ơi, thôi để tao làm ăn chơi, uống cà phê với mấy đứa đó làm chi, uống chơi cho nó dùi cuộc đời mình và tương lai dòng họ của mình xuống bùn nhơ luôn. Đúng không ạ? Uống với mấy đứa đó là nó dùi tương lai dòng họ ba đời mình xuống bùn nhơ luôn. Xa nó ra, xế ra chỗ khác. Michel Nguyễn, anh rất là sợ uống nước cũng xin lỗi, trong khi làm việc không nghe điện thoại, không đi tới đi lui như chị gì bên nước ngoài. À, cảm ơn Michel Nguyễn. Mỗi người có một phong cách thôi ha, đừng có so sánh vậy mất công. À, mỗi người có một phong cách thôi bạn. Bạn Phi Hằng, mình không có team nào thì thành nhóm lẻo đẻo Quy ơi. À, thôi cũng vui. Ok các bạn. Rất là nhiều người là chưa có thành lập được team tại vì gấp quá, chúng ta cũng rất là gấp đúng không ạ? Chỉ có những người cực kỳ năng động, tôi ngợi khen các anh chị hoài nãy giờ đó, là cực kỳ năng động trong vòng có mấy ngày thôi các anh chị lập được team, có những team lên đến 100 người.
là hết sức bất ngờ, hết sức bất ngờ luôn các anh chị. Chỉ có những người cực kỳ năng động thôi mới làm được điều đó. Thì các anh chị đừng buồn, chúng ta hoàn toàn có thể gì ạ, đi coi biểu tình các anh chị. Một mình là không nên đi biểu tình, một mình là không nên xông vào trong đám đông, để chúng ta lạc lòi lắm. Mà các nhóm họ thấy anh chị lạ là họ đẩy các anh chị ra liền, họ không cho các anh chị xông vào đâu, đúng không ạ? Lập tức đẩy người lạ ra liền, các anh chị nó xông vào là nó gây rối đó, đúng không ạ? Thì chúng ta đi xem biểu tình, đi chụp hình, quay phim, post Facebook, livestream. Ai mà lại hỏi làm khó là em đi coi có mấy thằng phản động nó có xuất hiện ở đây không, em đi coi coi nó có nhận tiền của Việt Tân để nó biểu tình không, có ai phát tiền không, em quay phim em gửi cho mấy anh, được không? Còn ai mình xách bịch nước đi theo đặng hỗ trợ đoàn người á các anh chị, mà nó hỏi xách bịch nước làm gì mà xách nhiều vậy, nó em đi bán nước, bán nước không có tội nha mấy anh. Nhiều thằng nó bán nước lắm chứ bán một mình em đi bán nước, được không? Được, chúng ta làm được nha các anh chị. Và tôi khuyến khích các anh chị, hiện bây giờ tôi nhận được phản hồi rất là nhiều team lẻo đẻo, tức là team đi theo coi biểu tình đó các anh chị, thì chúng ta nên theo mô hình như vậy. Hiện bây giờ là nhà cầm quyền họ đã rào kín tất cả các khu mà chúng ta thông báo rồi ha các anh chị. Các khu như chúng ta biết rồi ha, là đường phố đi bộ Nguyễn Huệ nè, khu tượng đài của Trần Hưng Đạo nè, rồi nhà thờ Đức Bà nè, là những cái điểm mà chúng ta thường hay tập trung tuần hành á, là họ rào kín, họ phong tỏa từ hôm qua rồi, đúng không ạ? Thì các team lẻo đẻo các anh chị hãy phát huy ở cái điểm này mà rất quan trọng đối với phong trào chung là gì ạ? Chúng ta không cần tập trung vào những nơi này, các anh chị đứng xa ra, các anh chị đi thiệt là xa, những cái công viên cách đó vài cây số cũng được. Các anh chị thành lập những nhóm nhỏ với nhau, 3 người, 5 người, các anh chị giơ tấm giấy lên, các anh chị chụp hình post Facebook. Ở chỗ kia giơ giấy chụp hình post Facebook. For massage cút khỏi Việt Nam, for massage get out of Việt Nam. Các anh chị cứ làm gì đi. Thì các anh chị sẽ vô tình làm sự chú ý của họ là không còn tập trung vào cái khu đó được nữa, mà họ phải tản ra bên ngoài, đúng không ạ? Tại vì trời ơi, nó nổ rộ chân xung quanh vậy thì sự tập trung lực lượng của họ không tập trung được nữa. Thì khi mà lực lượng chính xuất hiện ở những điểm mà thông báo, họ sẽ giảm được cái áp lực bị vây, đúng không ạ? Và giảm cái nguy cơ bị đàn áp luôn. Đó, thì thêm lẻo đẻo rất quan trọng, các anh chị đi xa xa vài cây số, các anh chị đứng chỗ nào cũng được. Đứng đại lộ Đông Tây cũng được. Các anh chị không cần phải đi xông vào khu của Đức Thánh Trần làm gì, không xông vào khu mà Dương Cung Thánh Đường nhà thờ Đức Bà làm gì, không cần đâu các anh chị. Đứng xa xa ra. Các anh chị bên phía Pasteur hay gì đó, các anh chị đứng trên thì làm cũng được, bên phía cầu Công Lý các anh chị làm cũng được luôn. Đúng không ạ? Chúng ta làm đủ thứ chỗ. Đó là thêm lẻo đẻo giá trị lắm, quan trọng dữ lắm nha các anh chị. Nguyễn Tiến Lê, các bạn ơi đừng lo lắng, ngày mai cả thế giới nhìn vào Việt Nam. Dạ, cảm ơn Nguyễn Tiến Lê. Huy biết những người mà ở bên ngoài họ biết điều này. Ở bên trong nước thì rất ít người biết, Huy đã gửi thông điệp rồi, nhưng mà có người biết người không, ở bên ngoài họ biết. Tức là sao ạ? Cả cộng đồng người Việt ở các nơi trên thế giới họ dồn mối quan tâm vào ngày mai. Nghe các anh chị, chưa bao giờ, anh Phạm Văn Thành anh nhấn mạnh, chưa bao giờ đời sống chính trị của người Việt ở hải ngoại mà sôi động như thế này và có một cái điểm chung duy nhất để họ kết nối như vậy, chưa bao giờ, đúng không ạ? Thì tất cả những cộng đồng này ở khắp nơi trên thế giới mà, đúng không các anh chị? Có thể nói là cả trăm quốc gia chứ không ít, không hàng chục quốc gia, thì tất cả cộng đồng này họ đều có cái mối liên kết với những hội đoàn, những xã hội dân sự, những tổ chức quốc tế, thậm chí có Liên Hiệp Quốc luôn, đúng không ạ? Và có báo chí truyền thông nước ngoài luôn. Thì họ vô mối quan tâm như vậy thì họ sẽ vô mối quan tâm cho những cơ quan đó, những cơ quan mà tôi kể họ cũng quan tâm theo, đúng không ạ? Và họ đã xuất hiện ở Sài Gòn rồi, các anh chị, ở Hà Nội thì tôi chưa biết. Ở Sài Gòn là báo chí quốc tế xuất hiện rồi, tôi báo cho các anh chị biết luôn đó. Thành ra là họ đang quan tâm chúng ta, họ đang quan tâm cái phong trào này dữ lắm. Thì chỉ cần một hành vi mà đàn áp nhân quyền đẫm máu thôi, nghe anh chị, một hành vi thôi là lập tức những cái mà tôi vừa nói đó, đạo luật Magnitsky của Mỹ, cái dự luật của Quốc hội Mỹ chuẩn bị đưa Việt Nam trở lại vào danh sách các nước đàn áp nhân quyền, đàn áp tôn giáo, CBC, gì, là nó đều đang sẵn sàng ở đây, nó chuẩn bị giống như là nó lên nòng sẵn, nó chưa bóp cò thôi đó anh chị, nó chờ sẵn vậy đó. Là đó là nắm mồ chôn của những thể chế mà chống lại dân. Nha các anh chị, chúng ta đưa thông điệp rất là nhẹ nhàng, ôn hòa và thoải mái thì họ đáp ứng thông điệp cho chúng ta. Còn họ không đáp ứng thì họ tự đào mồ cho ông họ. Được không các anh chị? Cảm ơn anh Nguyễn Tiến Lê. Đà Lạt, Lâm Đồng, Đà Lạt, Lâm Đồng kìa, Bình Thuận nữa nè, các bạn này đều có team rồi hết nha. Lâm Đồng, Bình Thuận đều có team rồi hết, các anh chị tìm nhau đi ạ.
Nguyễn Hoàng Phúc, hôm qua công an khu vực vào nhà mình mời ra phường mà mình không có ở nhà, hôm nay không thấy vào nhà kêu nữa. nhiều anh chị bị mời lắm các anh chị. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là thú vị, rất là vui. Bởi sao ạ? Bởi vì chúng ta, thế hệ chúng ta hay các anh chị, chúng ta có một điểm chung với nhau là chúng ta bị công an mời chúng ta không lo làng lên. Công an đến nhà tôi luôn á, tôi cũng đâu bao giờ tôi la làng lên đâu. Công an á là hạch sách gia đình tôi, hạch sách cha tôi luôn. Hạch sách ba tôi là một đảng viên gạo cội luôn. Giờ ổng phải về hưu sớm luôn á các anh chị hiểu, áp lực lớn lắm. Nhưng mà chúng ở thế hệ chúng ta là thế hệ gì á? Thế hệ dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm gì mà phải la làng. Công an mời nếu có nhà lên làm việc, giấy mời đâu đưa đây. Đúng không? Còn không có nhà thì thôi, chừng nào ông mời nữa tôi lên. Dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám quyết định tương lai số phận của mình. Tại sao phải sợ? Tại sao phải la làng? Dĩ nhiên khi có dấu hiệu bị đàn áp thì chúng ta phải la làng lên để cho mọi người dồn mối quan tâm vào, đang ngăn chặn sự đàn áp lại, ngăn chặn sự nguy hiểm lại. Nhưng mà có những việc phật phẩm mà chúng ta phải la làng là điều đó là không đúng. Điều đó là chúng ta đang tiếp tay cho nhà cầm quyền gieo nỗi sợ hãi cho những người đang sắp đấu tranh, đang sắp đi cạnh chúng ta mà chưa đấu tranh á. Họ đang quan sát nè. Trời ơi, thấy không? Vừa mới đăng Facebook thôi bị mời rồi, thôi tao không đăng đâu. Mà điều đó nó diễn ra hoài nhiều năm luôn tôi thấy. Nhưng mà tôi rất là vui vì thế hệ chúng ta bây giờ đã có những thay đổi này ha các anh chị. Dám làm, dám chịu trách nhiệm, có gì phải sợ hết. Cảm ơn Phúc. À, Bạc Liêu có nè ha. Bạn tôi thích tự do ở Bạc Liêu nè. Yeah, Bạc Liêu có. Hôm qua giờ tôi thấy Cà Mau tôi chưa thấy Bạc Liêu, rất là mừng nha. À, Long An, ai ở Long An inbox cho bạn Tâm Tâm nha. Hải Phòng có bạn Nguyễn Hà nè. Bạn Nguyễn Hà ở Hải Phòng kìa các bạn ơi. Có một số bạn nhắn cho tôi hỏi Hải Phòng đó. Đó các anh chị, chúng ta, mô hình chúng ta là vậy đó. Chúng ta tự lực, mỗi một nơi chúng ta tự làm, chúng ta đâu cần phải dồn về các thành phố lớn làm gì. Ở quê hương chúng ta đánh động thì á, những người mà hôm nay có 10 người nhìn thấy ở Hải Phòng thì hôm sau có 100 người họ sẽ đi cạnh các anh chị. Thì một ngày nào đó sẽ có 10.000 người ở Hải Phòng bình thường. Không có những người đầu tiên như các anh chị thì không bao giờ có hàng chục ngàn người ở Hải Phòng, không bao giờ có. Chỉ có những người đầu tiên bước xuống đường, bước chân đó mới là bước chân lịch sử nha các anh chị. Chúng ta phải thay đổi. Không cần phải nhất thiết phải theo cái lối mòn là chúng ta phải dồn về cho nó thấy nào mà nổi bật quá, nó bắt nó nhốt cái sòng rã ra rồi hết. Thì cái đó nó làm cho phong trào chúng ta yếu dần, mà chúng ta phải tản ra, chúng ta phải làm trên mọi mặt trận và xây dựng lực lượng liên tục, phát triển theo hình thức thêm quật liên tục, cách thêm chúng ta nở rộng ra, được không ạ? Thì lúc đó là mỗi địa phương chúng ta đều có sự ảnh hưởng, thì chúng ta chia lửa cho nhau. Thì các team chúng ta liên kết với nhau theo mô hình mà tôi đề xuất các anh chị, đó là các leader gần nhau, leader Biên Hòa và Bình Dương, chúng ta liên kết với nhau làm cái gì thì Bình Dương Biên Hòa làm lượt, rồi Biên Hòa Bình Dương Sài Gòn liên kết với nhau, liên kết thêm được mà Tây Ninh nữa chẳng hạn, như vậy quá tốt, đúng không các anh chị? Một ngày nào đó các anh chị tưởng tượng coi, 70 tỉnh thành mà có 70 nhóm mà nó liên kết với nhau thì sao ạ? Chỉ cần một cái tin nhắn 70 leader nhận được hết thì sao ạ? Chuyện gì tới nó tới. Thì chúng ta thoát nạn giặc ngoại xâm rồi đó các anh chị. À, bạn Trọng Tới à, ở trong tôi quá khứ, lỡ công an nó bắt bỏ tù thì sao hả? Bỏ phù thì sơ ít anh. Bỏ tù thì sao anh hả? À, bạn trong tôi quá khứ ơi, bắt bỏ tù vì lý do gì? Họ vì lý do gì mà họ bắt các anh chị bỏ tù? Các anh chị có tội gì không? Các anh chị phản đối Formosa, đúng không ạ? Thông điệp chúng ta, một thông điệp duy nhất thôi. Tôi nhắc đi nhắc lại, các anh chị đừng có đờ mờ cờ sờ trong cái cuộc biểu tình. Các anh chị đờ mờ cờ sờ nó quánh các anh chị đó nha. Phản đối Formosa không có lý do gì bắt hết. Tại sao? Formosa nhận tội rồi. Nhận tội rồi thảy cục tiền nó, nhà nước ngậm, nhà nước không nhả ra thôi, chứ nó thảy tiền ra luôn rồi. 500 triệu đô, đúng không ạ? Dân chúng ta đang bị giết, bị đói, bị đầu độc, đúng không? Có luôn, có chứng cứ hết, báo chí đăng đầy hết, đúng không ạ? Rồi thuyền chúng ta không đánh cá được, nằm trên bờ, có không? Có luôn. Biển chúng ta bị hủy hoại sinh thái, có luôn. Con cháu chúng ta tương lai sẽ bị đầu độc và diệt vong, có luôn. Thì chúng ta chống thằng đó, buộc nó đóng cửa, không cho xả thải nữa. Đóng cửa, không xả thải gì nữa chứ, đúng không ạ? Campuchia người ta từng đuổi được Formosa mà, sao Việt Nam mà? Họ đuổi Formosa hồi những năm 90, Cambodia.
bây giờ tới năm 2017 chúng ta còn ngồi đấy, lỡ bắt bỏ tù thì sao, thì sao, thì chết với nó chứ sao, được không các anh chị? Chúng ta không có tội gì hết, tập trung vào mục tiêu. Cái lời kêu gọi của Linh Mục Lý cực kỳ thâm thúy nha các anh chị, và tôi cực kỳ tôn trọng cha Lý. Tại sao ạ? Tại vì tập trung đúng một mục tiêu duy nhất thôi, không có mục tiêu gì khác hết. Mục tiêu là phản đối, tẩy chay, yêu cầu khởi tố Formosa. Nó là thằng giặc đó, nhận diện nó là tập trung vào đó. Thì tập trung vào mục tiêu dễ đưa chúng ta đến đích hơn. Cái nhìn qua mô hình của Hồng Kông các anh chị thấy không? Tập trung vào mục tiêu bầu cử. Tôi không thích cái kiểu đảng cử dân bầu, tôi chống nó, tôi chống chừng nào mà các anh chị cho ứng cử viên tự do tự do thì cuối cùng quốc hội của Hồng Kông mới có ứng cử viên tự do đắc cử. Đúng không ạ? Còn không, không tập trung vào mục tiêu các anh chị không có làm gì được hết. Không làm gì được hết, chúng ta sẽ bị lạc, chúng ta sẽ không biết mình có vi phạm cái gì không, bị dính cái gì không. Đủ thứ chuyện trong đầu hết, nó khó hành động lắm ha. À, Tadashi Yashida, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đông nhất đâu hết rồi? À, bạn Tadashi Yashida, nếu mà bạn hỏi câu này thì bạn đem câu này bạn dán vào trong cái fanpage của cộng đồng người Việt ở Nhật. Ok, bạn dán câu này vào đó đi, rồi bạn vào đó bạn trả lời với họ đi, bạn nói những điều mà chúng ta đang nói với nhau ở đây đi. Đây là thời khắc rất quan trọng của Việt Nam, bước chân lịch sử của chúng ta là bước chân vào ngày 5 tháng 3. Cộng đồng người Việt ở Nhật đông lắm, nhưng mà tôi biết được cũng có thêm rồi chứ không có đâu nha. Có rồi, có thêm của người Nhật rồi, thêm người Việt ở Nhật rồi. Các anh chị dán câu đó vào fanpage đi, các anh chị đánh thức lòng tự trọng dân tộc của người Việt ở Nhật. Các anh chị biết không, qua Nhật được sướng lắm. Cháu của tôi qua Nhật làm lao động phổ thông thôi các anh chị, lao động phổ thông thôi mà một tháng được 2.000 đô, một tháng lãnh lương 2.000 đô là 40 mấy triệu tiền Việt các anh chị. Qua Nhật sướng lắm, mà không khí sạch sẽ, cái môi trường làm việc không có bị hà khắc như kiểu của mà Đài Loan hay Hàn Quốc hay Malaysia. Ở những nơi đó làm việc cũng sướng nhưng mà hà khắc hơn. Ở Nhật thì nó văn minh mà. Thì qua Nhật được sướng, cái thường hầu hết người Việt qua bên Nhật sướng rồi cái họ lại quên. Họ nghĩ lại cái giai đoạn ở Việt Nam của chúng ta các anh chị. Họ thấy trời ơi khổ quá, có những người so sánh họ nói với tôi khổ như con thú vậy đó. Hồi lúc làm việc ở Việt Nam á, bị bóc lột như con thú vậy, nó qua bên Nhật rồi trời ơi thằng tư bản nó bóc lột nó sướng dữ vậy trời. Môi trường làm việc thì an toàn, bảo hộ đầy đủ, làm việc đúng sức lực của mình, bố trí đúng trình độ năng lực, không bố trí cái nào mà quá năng lực. Quá năng lực thì sao hiệu quả được. Người Nhật nó quản trị về con người hay lắm, mà làm việc đúng giờ cái ban là nghỉ liền, không có bóc lột ai, cho trả lương đều đều, lương thưởng đúng vậy đó, ký hợp đồng sao trả đúng vậy, không có cắt xén gì hết. Thành ra qua cảm thấy sướng cái quên trách nhiệm của mình đối với dân tộc. Thì chúng ta thế hệ trẻ, bạn Yashida ơi, bạn phải đánh thức họ, cho họ biết là một ngày nào đó anh lãnh lương anh cũng phải về Việt Nam chứ, anh đâu có được thành người Nhật để anh định cư bởi anh đâu. Và gia đình của anh ở bên đây, gia đình của các anh chị có đi được rồi nhưng họ vẫn nằm ở Việt Nam, họ vẫn phải ăn cá, họ vẫn phải ăn muối, ăn nước tương, nước mắm, họ vẫn bị đầu độc bởi Formosa, đúng không ạ? Họ vẫn bị giặc Trung Quốc đàn áp và diệt chủng, đâu có chạy được. Thì chúng ta đều có trách nhiệm như nhau, hãy đánh thức điều đó đi các anh chị. À, bạn Lê Thống, anh em nào ở Bạc Liêu liên lạc với tôi 0918946816. Cảm ơn bạn Lê Thống. Tôi đánh giá bạn Lê Thống rất là cao, tại vì dám public số điện thoại mình lên luôn, rất là cao. Các bạn biết sao không? Có gì đâu mà phải sợ. Chúng ta nhận thức được cái điều rất là quan trọng là gì ạ? Là chúng ta chống lại giặc, chống lại Formosa mà nó nhận tội rồi, thì mấy anh cùng lắm mấy anh mời tôi về, mấy anh mời nước trà thôi chứ mấy anh làm gì tôi. Không ký bất cứ biên bản nhận tội gì hết, không ký cam kết gì hết. Tại vì tôi không có tội, các anh mời về đây các anh phải có giấy mời, mà mời không có giấy mời tôi nói chuyện chơi một chút tôi về, các anh không thể giam tôi được. Không có lệnh mà không có giam được em chị, chỉ có lệnh của viện kiểm sát không mới giam được thôi. Đó. Thành ra các anh chị không có gì phải sợ, chứ mời dịu nước trà chơi thôi. Đó, giờ hỏi các anh, Formosa có sai không? Không sao, nó nhận tội, nó cúi đầu nhận lỗi luôn, mở tivi lên coi. Đúng không? Sai thì tôi chống, nó là tôi đúng. Chống cái sai là đúng. Đúng không? Formosa nó thải độc đúng không? Đúng, báo chí đăng đậy chừng hậu quả làm sao rồi, hồi chưa tôi có nói gì hậu quả Formosa rồi đó. Đúng không ạ? Mấy trăm ngàn người bị thất nghiệp, đúng không ạ? Hàng chục ngàn người bị ngộ độc, bị nhiễm độc trong máu. Đúng không? Đủ thứ đó rồi, vùng biển bị tiêu diệt, không thể đánh bắt cá được nữa, 90% doanh thu từ du lịch ở miền Trung bị sụt giảm. Trời ơi,
cái mất doanh thu đó là hàng ngàn tỷ đó các anh chị ơi, chứ không phải ít đâu, hàng ngàn tỷ á. Tức là nó là thằng giặc mà chúng ta đi chống nó, chúng ta đúng thì các anh nói đi, tôi chống cái sai thì tôi đúng, chứ tôi chống cái sai sao tôi sai, thì cuối cùng thì cũng phải ra thôi, chứ có ở chống hoài được đâu, đúng không ạ? Chỉ nhưng có những thằng mà nó thấy ghét quá thì nó tìm mọi cách, nó ngụy tạo chứng cứ để nó cho ở chống luôn thôi, đúng không? Những thằng mà tối ngày cứ xỉa xói nó hoài, xỉa xói cái sai cái bậy hoài thì nó mới ngụy tạo chứng cứ. Còn các anh chị chỉ chống Formosa thôi, bám sát vào mục tiêu chống thằng Formosa, các anh chị không có phải là đối tượng của họ, đúng không ạ? Mạnh dạn lên các anh chị. À, đi tìm cái đúng. Mọi người hãy tập trung nói Formosa Trung Quốc đang đầu độc cá biển và nguồn nước ngọt đang chết cho người dân biết để tham gia. Và cảm ơn bạn. Đúng đó các bạn. Thông điệp chúng ta đó. Tức là Formosa của Trung Quốc đang đầu độc biển, đầu độc nguồn nước, đầu độc cả nước chúng ta. Formosa, nó tới mấy chục cái dự án Formosa ở Việt Nam, chứ không phải Formosa Hà Tĩnh không đâu. Tôi đã từng nói rồi đúng không ạ? Mấy chục cái dự án ở Việt Nam của Formosa đầu tư đó các gì? Chưa tính là các dự án khác nữa. Đúng không ạ? Chúng ta nói cho mọi người cùng hiểu để họ đứng về phía chúng ta. Người Việt chúng ta phải bảo vệ người Việt thôi, không có cách nào khác đâu. Đừng có trông đợi vào thằng giặc Trung Quốc và thằng tay sai của nó bảo vệ là không có đâu ha các anh chị. Chúng nó ký hợp tác đồng minh với nhau rồi. À bạn Văn Ti Lâm, Sóc Trăng có không? Sóc Trăng với Bạc Liêu các bạn có thể ghét nhau được mà. Gần nhau lắm đúng không? Sóc Trăng Bạc Liêu các bạn ghét nhau đi. À, bạn Bá Phúc Phan Huy, hầu như các trung tâm Sài Gòn đều bị phong tỏa, rất khó đi vào, nên các team nên phân chia ra các hướng khác nhau, ví dụ như quốc lộ 1A. Dạ, cảm ơn anh Bá Phúc Phan. Thật ra hồi chiều á, đã có một số gợi ý cho các team, các leader của các team gợi ý về điều này nha các anh chị. Hiện bây giờ thì các anh chị biết là họ ở Sài Gòn thôi, ở Hà Nội thì tôi chưa có nghe nói. Ở Sài Gòn họ chơi cái bài là họ phong tỏa những cái khu trung tâm á, họ nói là họ chuẩn bị họ làm một cái festival áo dài. Trong cái ngày mà biển chết, cá chết, người từ từ chết, cả xã hội, cộng đồng, quốc gia, dân tộc trong và ngoài nước đều quan tâm tới cái chết, thì họ tổ chức thi áo dài. Ngắm áo dài. Bởi vì tôi nói cái hậu quả của cái việc mà không phân biệt được chính tà mà chọn lộn một cái, từ cái chọn lộn lãnh tụ tới chọn lộn chính và dưới tà mà chọn lộn một cái là nó khổ gì đó các anh chị. Áo dài chơi chẽn không các anh chị, thê thảm thiệt á. Tôi thật cảm thấy con cháu chúng ta thê thảm lắm, thành ra chúng ta phải thay đổi, được không ạ? Quay trở lại là các team cũng đã thống nhất với nhau kế hoạch A, kế hoạch B rồi các anh chị ha. Một lát nữa thì tôi hỏi lại một lần nữa thì coi tình hình sao. Rồi ngày mai, sáng mai là chúng ta sẽ có thông tin. Tại vì là họ phong tỏa thì chúng ta cũng có phải có phương án, chứ không dám phong tỏa đứng ở ngoài nhìn. Chúng ta phải có phương án khác hết nha các anh chị. Đừng có lo. Nha Trang đông lắm, Nha Trang là một trong những trung Nha Trang là một trong những trung tâm mà các anh chị hãy cố gắng đi Nha Trang, kết nối với nhau đi các anh chị. Kính lão đắc thọ, 500 triệu đô không đổi lại được đời sống trên biển của người dân. Dạ, cảm ơn anh. 500 triệu đô họ làm hình thức thôi các anh chị. Người dân mình không biết thì nghe 500 triệu đô thấy lớn. Nhưng mà 500 triệu đô mà chia ra cho mấy triệu người, khoảng 6 triệu người bị ảnh hưởng, các anh chị chia ra không còn bao nhiêu. Một người tính ra tiền Việt có vài triệu đồng rồi các anh chị. Không còn nhiêu tiền á. Mà tới bây giờ họ còn chưa chia nữa đó. Tới bây giờ họ còn chưa chia nữa đó. Họ còn giữ á.
là họ ném cục tiền ảo ra thôi để người dân là chịu thêm một năm nữa, mà một năm nay là nó xả liên tục. Thì bây giờ các anh chị thấy tới Huế và Đà Nẵng bị thủy triều đỏ, bị tảo nở hoa, bị rút hậu sản, rút đẻ đủ thứ trò chứ. Thật ra là độc đó các anh chị, độc á, đúng không ạ? Có cái trung tâm quan trắc họ công bố cái chất lượng biển ở Đà Nẵng rồi, đúng rồi, ở Đà Nẵng nhiễm độc, khả năng là nhiễm độc cyanua là chất cực độc nha các anh chị. Độc lắm, nó là độc, không, nó độc hơn cả chất độc mà dioxin luôn á các anh chị. Nó thì các anh chị thấy là nguyên một năm nay nó thải cục tiền ảo để nó kìm cái dư luận lại, nhưng mà thật ra nó vẫn xả độc bình thường. Một ngày là 40,000 mét khối mà, đúng không, khoảng 45,000 mét khối chất thải. Rồi các anh chị còn câu hỏi nào chúng ta giao lưu đàm luận thêm về đề tài này không? Rồi bằng anh Long Đỉnh, 50 năm trước tôi đã làm như các bạn và bị bắt tại đường Lê Văn Việt, Bà Chiểu, mong chúc thành công, hẹn gặp các bạn tại Sài Gòn. Cảm ơn Long Đỉnh. Nếu mà 50 năm trước mà các anh, các chú mà đã từng tổ chức cái mô hình team work kiểu này, tức là chúng ta dàn quân đều hết trơn, chúng ta thể hiện quyền con người đều hết trơn, mà chúng ta bị bắt thì 50 năm trước quả là chúng nó đáng sợ thiệt. Đáng sợ thiệt các anh chị, đúng không ạ? Nhưng mà tình hình bây giờ như thế nào ạ? Tình hình bây giờ khác rồi, đúng không ạ? Hôm qua chúng ta đã có cái cuộc đàm luận với nhau là gì? Cái bản đồ chính trị thế giới, thời cuộc, vận mệnh dân tộc, chúng ta đàm luận về những điều đó. Thời cuộc nó thay đổi hết rồi các anh chị. Hiện bây giờ là cái khối mà những nước theo cái nhóm độc tài á, là nó còn không được một chục nước, đúng không ạ? Nó còn chờ chừng chục nước còn tồn tại trên thế giới này thôi, trong khi người ta là gần 200 quốc gia người ta theo đường hướng tự do và nhân bản, là ngày càng teo tóp tại cái nhóm độc tài á. Mà những nước mà hồi xưa gọi là độc tài nổi tiếng nữa, chẳng hạn như là Cuba là khét tiếng luôn, thì bây giờ khi nhà độc tài Fidel chết rồi đó, thì các anh chị thấy Cuba chuẩn bị bắt cái cầu qua Mỹ luôn mới ghê. Cuba đã bắt đầu được xóa cấm vận, được mở lại bang giao, được buôn bán rồi, chỉ còn cấm vũ khí thôi, đúng không ạ? Chứ còn đã được buôn bán rồi đó, tức là họ bắt đầu họ đi theo hướng văn minh hết, cái ai đâu mà ở lại theo cái nhóm độc tài hoài, đúng không? Là cái tình thế nó thay đổi rồi, 50 năm là nó hơn một thế hệ người rồi các anh chị, hơn rồi. 30 năm là một thế hệ, 50 năm là gần hai thế hệ rồi. Mọi thứ nó đã thay đổi, cục diện chính trị thế giới và Việt Nam thay đổi rồi. Thì chúng ta đang đứng trước một cơ hội để thay đổi vận mệnh quốc gia dân tộc chúng ta và thay đổi chính hậu sinh con cháu chúng ta. Muốn nó thành người không? Muốn tự do, muốn văn minh không? Muốn thịnh vượng không? Thì chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ, thay đổi ngay từ bây giờ. Đừng có dồn trách nhiệm cho nó. Dồn trách nhiệm cho thế hệ tụi nó là tụi nó lại tiếp tục dồn trách nhiệm cho thế hệ sau, là chúng ta mãi mãi không được văn minh. Nha các anh chị. Rồi ok. Hôm nay thì thời gian đàm luận cũng đã hết. Tôi cũng không còn nhiều thời gian để tôi còn phải chuẩn bị một số công việc nữa. Thì rất tiếc phải dừng phần đàm luận giao lưu với các anh chị tại đây. Trước khi dứt lời, tôi xin gửi đến lời chúc các anh chị ở Việt Nam, đặc biệt là các nhóm đang hừng hực khí thế chuẩn bị ngày mai chúng ta đặt những bước chân lịch sử xuống đường. Chúc các anh chị chân cứng đá mềm, chúng ta tâm sáng lòng trong, bước đi gì? Tự do của dân tộc, tự do của chính mình, tự do của con cháu mình, được không các anh chị? Và chúng ta nên nhớ giữ nụ cười, giữ sự ôn hòa, giữ sự thân thiện, truyền tình yêu thương đến tất cả mọi người mà chúng ta thấy, được không các anh chị? Và sự thật, công lý và sự tử tế luôn luôn chiến thắng trên thế giới này, điều đó luôn luôn chiến thắng, đó là chân lý không thay đổi được. Và sẵn xin gửi lời chúc và lời cảm ơn đến cộng đồng người Việt ở hải ngoại, lời chúc và lời cảm ơn chân thành, tại vì tất cả sự quan tâm, ủng hộ, dồn ý chí, niềm tin vào Việt Nam của các anh chị, các cô chú làm cho chúng tôi, những người Việt Nam ở trong nước cảm thấy rất là ấm áp, và chúng ta đang hình thành dần một cái khối đại đoàn kết thật sự, chứ không có hòa hợp, hòa giải, giả cày kiểu như họ nói. Chúng ta đang thực sự hình thành khối đại đoàn kết này dựa trên một điểm chung duy nhất, là chúng ta là con dân của nước Việt, bảo vệ sự tồn vong của dân tộc Việt, được không các anh chị? Xin chào và xin tạm biệt các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai, sáng mai.